Gia đình của nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng lên tiếng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7 xét xử ông với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng nói với VOA rằng chồng bà là một người vô tội. Theo bà Quý, kể từ khi bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái cho đến nay, ông Lượng, một cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1983, không được gặp gia đình mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin. Bà Quý nói ông Lượng mắc nhiều chứng bệnh như bệnh gút, thoái hóa cột sống và đau dạ dày và cần được thăm nuôi. Luật sư Hà Huy Sơn, người sẽ bào chữa cho ông Lượng, trong tuần qua đăng một quyết định của Tòa án tỉnh Nghệ An cho biết ông Lê Đình Lượng bị truy tố theo khoản 1 điều 79. Theo điều khoản này, ông Lượng phải đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình. Các cấp chính quyền, có chức thì quý chồng tôi vào cái tội lật đổ chính quyền, tôi và gia đình tôi phải cứ chuyển chồng tôi làm nó là đứng đắn. Một ông Lượng thì làm rắn mà lật đổ chính quyền được, cái chuyện ông ấy giúp dân để đòi quyền lợi, rồi đòi môi trường sạch, rồi đòi cho con em được định thương. Hôm 26 tháng 7, Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng nói rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ, giam giữ và xét xử ông Lê Đình Lượng là vi phạm nhân quyền. Truyền thông Việt Nam tố cáo ông Lượng cấu kết với các phần tử Việt Tân và thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.